Chào mừng các đến với khóa học tiếng Anh lớp 12 trên trang web olm.vn Unit 2 Urbanization Writing Trên màn hình là một dạng biểu đồ rất quen thuộc với chúng ta. Các em có biết tên của loại biểu đồ này là gì không? Chính xác, đây là biểu đồ đường, line graph. Và biểu đồ này cung cấp cho chúng ta thông tin gì kem nhỉ? Rất chính xác, biểu đồ này cho chúng ta thấy sự thay đổi về tỷ lệ đô thị hóa ở hai quốc gia là Hàn Quốc và Indonesia qua các năm từ năm 1965 tức là giữa thập niên 60 cho đến năm 2009. Vậy để miêu tả biểu đồ này, chúng ta có những từ vựng và cấu trúc nào? Đây cũng chính là mục tiêu của bài học ngày hôm nay. Qua tiết học này, các em sẽ có thể viết một bài văn hoàn chỉnh miêu tả một biểu đồ đường. Chúng ta đến với hoạt động thứ nhất. Hoạt động này giúp các em nắm được các từ vựng hữu ích khi miêu tả một biểu đồ thể hiện sự thay đổi. Các em hãy nối các cụm từ đã cho với các đường tương ứng. Chúng ta cùng kiểm tra và phân tích đáp án. Ở hình A, chúng ta có đường đi lên thể hiện sự tăng lên, chúng ta có động từ rise và increase. Sự tăng lên này thì từ từ đều đặn, chúng ta sử dụng trạng từ steadily để bổ sung nghĩa cho động từ. Ở B, chúng ta có đường đi xuống, thể hiện sự giảm xuống, chúng ta có động từ fall và decrease. Đường này rất đứng, tức là sự giảm rất nhanh chóng, rất mạnh mẽ. Chúng ta sử dụng trạng từ sharply để bổ sung nghĩa cho động từ. Ở hình C, chúng ta thấy đường nằm ngang, tức là số liệu của chúng ta không thay đổi, không tăng cũng không giảm. Trong trường hợp này, chúng ta có các cách diễn đạt là stay the same, remain stable và level off. Tiếp theo, chúng ta có đường liên tục lên xuống, thể hiện sự dao động. Chúng ta có động từ fluctuate để miêu tả xu hướng này. Tiếp theo chúng ta lại có một đường đi lên. Tuy nhiên đường này đứng hơn rất nhiều so với đường ở A. Đường này thể hiện sự tăng nhanh mạnh mẽ, vậy chúng ta kết hợp động từ rise và increase với trạng từ sharply. Và cuối cùng, chúng ta cũng có đường đi xuống, nhưng đường này thể hiện sự giảm đều, giảm từ từ, vậy thì chúng ta kết hợp động từ fall và decrease với trạng từ steadily. Chúng ta vừa tìm hiểu các động từ và các trạng từ để miêu tả sự thay đổi. Tuy nhiên, trong một bài viết, nếu chúng ta chỉ sử dụng một cấu trúc thì bài sẽ không có sự đa dạng. Vậy thì bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các tính từ và danh từ tương ứng. Kem hãy hoàn thành bảng sau. Rất tốt! như vậy các từ rise increase fall decrease vừa là động từ vừa là danh từ riêng fluctuate có dạng danh từ là fluctuation các trạng từ thường được hình thành bằng cách thêm đuôi ly vào sau tính từ vậy thì để viết được các tính từ chúng ta làm ngược lại bỏ đuôi ly trong các trạng từ thì được các tính từ tương ứng sau khi đã có các từ vựng, chúng ta cùng tìm hiểu các cấu trúc để miêu tả sự thay đổi. Cô có câu ví dụ sau. The number of young people working on farms has decreased sharply over the past years. Số người trẻ làm việc tại các trang trại giảm mạnh qua các năm. Cô viết lại câu này với cấu trúc there cộng với động từ to be cộng với cụm danh từ như sau has been a sharp in the number of young people working on farms over the past Có sự giảm mạnh về số người trẻ làm việc tại các trang trại qua các năm. Hai câu này có ý nghĩa y hệt nhau, tuy nhiên chúng ta đã biến đổi cấu trúc sử dụng động từ cộng với trạng từ thành tính từ cộng với danh từ. Tương tự với ví dụ thứ hai, The number of urban inhabitants rose by 15% from 1990 to 1995. Câu này được viết lại như sau: There was a rise of 15% in the number of urban inhabitants from 1990 to 1995. Trong ví dụ thứ hai này, chúng ta cũng đã biến đổi cấu trúc sử dụng động từ thành cấu trúc there to be với danh từ. Như vậy, qua hai ví dụ này, chúng ta nắm được hai cấu trúc có thể sử dụng để thay thế cho nhau rất linh hoạt. Cấu trúc thứ nhất sử dụng động từ cộng với trạng từ. The number of cộng với động từ cộng với trạng từ và phần còn lại của câu. Cấu trúc thứ hai sử dụng tính từ cộng với danh từ. Chúng ta có the cộng to be cộng a cộng tính từ cộng danh từ in the number of em hết sức lưu ý, trong cấu trúc thứ nhất, chủ ngữ của chúng ta là the number of cộng với danh từ số nhiều. Động từ sẽ chia theo số ít. Như trong ví dụ thứ nhất, chủ ngữ của chúng ta là the number of cộng với danh từ số nhiều, động từ chia theo số ít. Trong ví dụ thứ hai, động từ to be sẽ chia theo danh từ gần nó nhất. Thông thường thì danh từ của chúng ta thường ở dạng số ít nên to be cũng được chia theo số ít. Lưu ý thứ hai, khi viết lại câu thì chúng ta không thay đổi thì của động từ. Ví dụ thứ nhất, câu sử dụng thì hiện tại hoàn thành, khi viết lại câu chúng ta cũng sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Ví dụ thứ hai sử dụng thì quá khứ đơn, khi viết lại câu chúng ta cũng sử dụng thì quá khứ đơn bây giờ kem cùng thực hành viết lại các câu sau kem làm rất tốt khi miêu tả sự thay đổi kem còn cần hết sức lưu ý khi sử dụng các giới từ prepositions cô có hình ảnh minh họa sau đường màu xanh thể hiện sự tăng từ 10% vào năm 2010 đến 20% vào năm 2015. Khi nói là tăng đến hoặc là giảm đến một mốc cụ thể nào đó, chúng ta sử dụng giới từ to sau các động từ rise, fall, decrease và increase. Ví dụ trong trường hợp này, chúng ta nói là rose là quá khứ của rise to 20% hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng động từ reached. Tuy nhiên khi sử dụng động từ này, chúng ta không cần giới từ phía sau. Tăng từ 10% đến 20%, tức là cái khoảng tăng thêm là 10%. Vậy thì khi đề cập đến cái khoảng tăng thêm hoặc giảm đi, chúng ta sử dụng giới từ by sau các động từ rise, fall, decrease, increase. Trong trường hợp này, chúng ta nói là rose by 10%. Tăng thêm 10%. Còn khi sử dụng danh từ thì chúng ta sử dụng giới từ of. Bây giờ, chúng ta cùng thực hành viết bài hoàn chỉnh miêu tả biểu đồ đường đã cho ngay từ đầu bài học. Một bài miêu tả biểu đồ cũng bao gồm các phần hoàn chỉnh, đó là mở bài, thân bài và kết bài. Phần mở bài introduction thường được viết trong một câu. Trong phần này chúng ta cần nói được biểu đồ cung cấp thông tin gì, của quốc gia hay vùng nào và trong khoảng thời gian nào. Nhìn vào biểu đồ chúng ta có thể trả lời được ngay câu hỏi này. Biểu đồ thể hiện sự thay đổi về tỷ lệ đô thị hóa ở hai nước đó là Hàn Quốc và Indonesia trong khoảng thời gian từ năm 1965 tức là giữa thập niên 60 cho đến năm 2009. Câu giới thiệu chung chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn. Vậy chúng ta viết được câu mở đầu như sau. The line graph shows the rate of urbanization in two countries, namely Indonesia and South Korea from the mid 1960s to 2009. Tiếp theo là phần thân bài trong phần thân bài chúng ta miêu tả chi tiết xu hướng thay đổi với các số liệu cụ thể phần thân bài thường được chia thành hai đoạn và có hai cách để triển khai phần thân bài cách thứ nhất chúng ta miêu tả chi tiết và so sánh hai quốc gia theo từng giai đoạn chúng ta thường sử dụng cách này nếu trong mỗi giai đoạn các đường có xu hướng lên xuống tương đồng nhau Tuy nhiên trong biểu đồ này, Kem thấy nếu chia như vậy chúng ta sẽ rất khó để viết. Bởi vì từ năm 1965 đến 1969, cả hai đường đều có xu hướng tăng. Tuy nhiên, giai đoạn 1969 đến 1979, chúng ta thấy đường của Hàn Quốc tăng mạnh, còn Indonesia lại có xu hướng giảm nhẹ. Giai đoạn tiếp theo, chúng lại có vẻ tương đồng. Như vậy, nếu chia theo giai đoạn thì chúng ta có thể sẽ phải viết nhiều hơn hai đoạn. Vậy, chúng ta sẽ viết theo cách thứ hai đó là hai đoạn mỗi đoạn viết về một quốc gia đoạn thứ nhất miêu tả xu hướng của indonesia đoạn thứ hai miêu tả xu hướng của hàn quốc và tất nhiên trong mỗi đoạn chúng ta vẫn cần phải có những sự so sánh nhất định giữa hai quốc gia này chúng ta sẽ để lại phần thân bài viết sau cuối cùng là đoạn kết conclusion thường gồm khoảng một đến hai câu ở đoạn kết chúng ta cần nhìn vào bức tranh tổng thể chứ không nhìn vào số liệu chi tiết, tức là chúng ta cần viết về những điểm nổi bật nhất của biểu đồ này. Để viết được một đoạn kết tốt thì chúng ta chỉ đề cập hai phần như sau. Phần 1 đó là xu hướng chung. Các đường của chúng ta đi lên hay đi xuống? Đối với biểu đồ này, chúng ta thấy cả hai đường đều có xu hướng đi lên. Thứ hai, chúng ta tìm điểm nổi bật nhất, đường nào cao nhất, thấp nhất? hay có dao động đáng chú ý nhất. Đối với biểu đồ này thì chúng ta thấy số liệu của Hàn Quốc luôn cao hơn số liệu của Indonesia. Tại điểm kết thúc tức là năm 2009 thì số liệu của Hàn Quốc cao gần gấp đôi so với số liệu của Indonesia. Chọn ra hai điểm nổi bật, chúng ta viết được phần kết như sau. In conclusion, it is clear that While both countries experience a growth in their urbanization rate. in south korea it almost doubled by the end of the period như vậy chúng ta đã hoàn thành phần mở bài và kết bài cô sẽ hướng dẫn các em tiếp tục viết hai đoạn thân bài ở biểu đồ này chúng ta có rất nhiều mốc thời gian nhưng các em nhớ là chúng ta không cần đề cập đến tất cả các mốc thời gian này mà chúng ta sẽ thường chỉ đề cập đến điểm bắt đầu, điểm kết thúc và sẽ viết theo các giai đoạn. Và trong đoạn thân bài, kim chú ý sử dụng thì quá khứ đơn do các số liệu đã cho đều ở các năm trong quá khứ. Chúng ta sẽ cùng tiến hành chọn các giai đoạn để viết. Đoạn thân bài thứ nhất chúng ta miêu tả xu hướng của Indonesia. Chúng ta đề cập đến điểm bắt đầu, tức là năm 1965 giữa thập niên 60 tỷ lệ đô thị hóa là khoảng 17%. Từ năm 1965 đến 1969, chúng ta thấy có sự tăng nhẹ, tăng thêm khoảng 3%. Từ 1969 đến 1979, số liệu gần như là ổn định, không có sự thay đổi đáng kể. Từ năm 1979 đến 1995, đường tăng dần dần ổn định Tuy nhiên từ năm 1995 đến 2009, chúng ta thấy có sự tăng mạnh và đạt khoảng hơn 50% vào năm 2009. Đoạn thân bài thứ hai chúng ta sẽ miêu tả xu hướng của Hàn Quốc. Chúng ta có thể bắt đầu với điểm năm 1969, khi tỷ lệ đô thị hóa của Hàn Quốc là khoảng 30% và so sánh với số liệu của Indonesia trong cùng thời điểm thì chúng ta thấy là số liệu của Hàn Quốc cao hơn Indonesia khoảng 10%. Từ năm 1969 đến năm 2005, chúng ta thấy số liệu tăng mạnh và đạt khoảng 82% vào năm 2005. Từ năm 2005 đến 2009 thì số liệu ổn định, không tăng cũng không giảm. Dựa vào thông tin đã chọn lọc và sử dụng các cấu trúc mà chúng ta nắm được trong các phần trước, cô có, có đoạn thân bài mẫu như sau. Như vậy trong bài học ngày hôm nay, cô trò chúng ta đã cùng tìm hiểu cách viết miêu tả biểu đồ đường thể hiện sự thay đổi. Về nhà các em cùng luyện tập thêm với biểu đồ sau. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chào các em và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.